Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2021 và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh YouTube của mình, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về đây, con này là con ốp con này là con Samsung A51 các bạn nhé. Đấy, sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn là chiếc Samsung A51 ạ. Đây, A51 thì mình sẽ giới thiệu qua về con này hình thức cho các bạn nhé. Con này là bản công ty này, hai sim hai sóng, tại vì A51 này không có hàng sách tay. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, con ốp bầu A51. Oppo A51 bên mình thì nó là cam, con này là cam gì nhỉ? Cam âm màn hình các bạn nhé. Thiết kế đằng sau của nó là 1, 2, 3, 4 camera, 1 đèn flash. Bản công ty, 2 sim, 2 sóng. Thì là tình trạng con này thì là vỏ phiền thì mặt lưng thì hơi phải phẩy theo thời gian các bạn nhé. Có mỗi chỗ này thì nó hơi bị chầy một tí thôi. Đấy, mỗi góc này là khách kiểu người ta không dùng ốp ấy. Thì là hơi chầy một tí thôi các bạn nhé. Mặt lưng thì hơi phải phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp nhá. Con ốp Samsung A51 này thì là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Nói chung là bọn đời mới này nó chưa có ảm ố hay lưu ảnh được các bạn nhá. Đấy. Con Samsung A51 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.500.000 nhá. Đấy. Sản phẩm Samsung A51 này bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.500.000. Đấy. Máy thì vỏ phẩy theo thời gian, chỉ duy nhất mỗi tí là bị chầy một tí chỗ này thôi. Đấy, nhưng mà giá chỉ với giá là mình thanh lý bạn là giá cực kỳ là rẻ, 3.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 này thì các bạn nhảy hàng được sớm nhất, một là qua Zalo, đây số hai số này mình dùng Zalo các bạn nhé, và hai là qua địa chỉ cửa hàng nhà mình các bạn để giao lưu trao đổi trực tiếp. Và hình nếu mà tin nhắn mà mình Zalo mình không trả lời kịp ý, thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt hàng. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đồ mùng 1 tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, Samsung A51 3.500.000 cho các bạn. Đó, chỉ phải giá là 3.500.000 thôi, các bạn sử dụng RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 128GB nhá. Đấy, các bạn thao lưu trữ luôn các bạn nhá. Đấy, A51 này, chỉ chảy một tí đấy các bạn nhá. 3.500.000 nhá, rất là rẻ cho các bạn ạ. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung Z2 Pro. Con này là Z2 Pro các bạn nhá. Z2 Pro này thì là 1 triệu các bạn nhá. Đấy, Samsung Z2 Pro thì là 1 triệu. Đây. Ngoại hình rất ok, mặt lưng này thì kiểu người ta dán cái miếng kiểu trẻ học sinh người ta hay dán các miếng ấy, mình đang bóc, mình chưa bóc kịp thì cũng muộn quá rồi, là mình chưa bóc hết, mai mình sẽ bóc hết cho các bạn nhé. Con này Samsung Z2 Pro 1 triệu các bạn nhé. Đấy. Đấy, Samsung Z2 Pro 1 triệu nhá. Con máy cỏ này thì cũng không thể giới thiệu sơ cua qua ở đây. Hôm nay nhà mình để về là con Oppo A37 này. Oppo A37 900 nhá. Mặt sau khách vẫn còn đây, mặt sau khách thì đã có dán miếng chống xước rồi. Đây, mặt sau khách thì cũng có dán miếng chống xước nhé. Các bạn về bóc ra cũng được, đây như này được. Oppo A37 này, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, 900 nhé. Đấy, con Samsung Z2 Pro này cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, 900k cho bạn nhé. Đấy, rất à gì nhỉ? 1 triệu nhá. Sorry các bạn, con này là 1 triệu nhá. Đây, hôm nay nhà mình lại về con này iPhone 6 Plus. Thì là iPhone 6 Plus, con này là bản quốc tế nhá. Đấy, còn iPhone 6 Plus, con này là bản quốc tế 16GB. Gì nhỉ, quốc tế 16GB. Này. Tình trạng pin con này còn 99% các bạn nhé. iPhone 6 Plus, quốc tế 16GB. Con này thì là gì nhỉ, tình trạng con này thì là gì nhỉ, máy tất cả là nghe gọi bình thường. Chỉ mỗi mất cái mic ở bên dưới đấy các bạn nhé. Mất mỗi cái mic nghe gọi thôi. Đấy, các bạn kích loa ngoài các bạn có thể nói chuyện được. Chỉ hỏng một cái mic mà nghe gọi thôi các bạn nhé. Đấy. Còn iPhone 6 Plus này, vân chân vân tay đầy đủ. Chỉ là mất mỗi mic nghe gọi ở dưới này thôi. Tất cả là sóng sim bình thường, wifi bình thường. Đấy. Con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 2 nhé. Còn iPhone 6 Plus này, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 200k các bạn nhé. Đấy, giá cực kỳ là rẻ cho các bạn. Đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Đây mình cầm lại cái sạc nhé. Này ạ. Con này là con gì nhỉ?
Con này là con Redmi 9C này. Con này là con Redmi 9C này, Redmi 9C. Con này là phiên bản của nó là RAM 3GB các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB đây, con Redmi 9C này. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì làm màn hình của nó là 6,53 inch các bạn nhé. Màn hình của nó là cực kỳ là to. Màn hình con này là 6,53 inch. Con này thì mình chỉ bán các bạn với giá là 2,1 triệu các bạn nhé. Đấy. 1 2 3 camera, một đèn flash nhé. Con Redmi 9C này, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2,1 triệu các bạn nhá. Đấy. Đây, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con Oppo A5s nhé. Đấy. Con Oppo A5s này. Đây. Con Oppo A5s thì là con này là phiên bản nó là RAM 3GB này, bộ nhớ trong này 32GB. Con Oppo A5s thì là màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền, 6 inch hơn 6 inch, pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Con Oppo A5s thì ngoại hình con này rất đẹp luôn, máy 90 trên 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con Oppo A5s màu đen bóng này rất là đẹp này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, mặt vẫn còn nguyên bình dán kiểu mà theo máy ngày xưa các bạn nhé. 2 triệu đồng con Oppo A5s này các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Các bạn mua điện thoại với mình thì rất là yên tâm. Và đây là hôm nay nhà mình về là con này con Samsung S8 này. S8 thì là màn hình con này thì là màn hình nhà ảm nhá. Đấy, con này thì là màn hình của nó là hơi ám thôi. Đấy, màn hình con này của nó là hơi ám. Ngoại hình thì cũng rất là còn khá là ok. Đấy, ngoại hình con này cũng khá là ok. Con S8 này thì là con này là bản Hàn các bạn nhá. Con S8 này nhà mình bản Hàn. Ở gì nhỉ, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con S8 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu rưỡi nhé. Con này thì là màn hình nó ám, con này thì là đang bị quên mật khẩu. Đâu là mình mai mình sẽ phá cho bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2,500k. Màn hình con này thì cũng ám vừa rồi các bạn nhé. Đây, ám vừa rồi các bạn nhé. 2,500k cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về con Oppo Reno 2F này. Đấy, con Oppo Reno 2F này, Reno 2F thì nó là camera của nó này. Đấy, cho phép, luôn cho phép này. Camera của nó là thỏ thụt nhá. Đấy, con Oppo Reno 2F. Các bạn bán hàng livestream thì cực kỳ tuyệt vời. Màn hình con này là màn hình của nó tràn viền rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình của nó là màn hình AMOLED. Cấu hình con Oppo Reno 2F này thì là RAM 8GB nhá. Bộ nhớ trong con này là 128GB đấy ạ. Con Oppo Reno 2F RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình AMOLED cực kỳ là đẹp. Ngoại hình thì máy con này máy còn 90% các bạn nhé. Đấy, con Oppo Reno 2F này của nó là một camera, hai camera, ba camera, bốn camera, 45 camera này. Đấy. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con Oppo Reno 2F này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2F này các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhé. Giá chỉ với giá là 4 triệu đồng cho các bạn nhé. Đấy, Oppo Reno 2F này rất là đẹp nhá. Đấy ạ. Lót 8 nay nhà mình lại về tiếp tục được là gì nhỉ? Mấy cây nhỉ? 3 cây các bạn nhá. Samsung Lót 8 này. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 3 cây, một cây màu gold và một cây màu xám và một cây màu đen bóng nhá. Tất cả là máy đẹp nhá các bạn nhá. Ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Tất cả ngoại hình này này. Đấy. 90 trên 90%. Đấy. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về con Lót 8 cho các bạn nhé. Con Lót 8 này, con này thì là bên mình tất cả ba con này của nhà mình này, tất cả là bản Hàn này, hai sim hai sóng. Cấu hình con Lót 8 này là RAM 6GB. Đấy, RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB các bạn nhé. Này, RAM 6GB này, bộ nhớ trong con này. Đây, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy, bộ nhớ trong là 64GB. Đây. Máy rất là đẹp, đẹp leng keng luôn. Đấy. Tất cả ba con này nhà mình màn hình đều là màn hình đẹp nhá. Đấy, ba cây Note 8 của mình màn hình toàn màn hình đẹp nhá. Không ám u hay không điệu ảnh gì. Đấy. Tất cả mình là màn hình đẹp nhá. Không ám u hay không điệu ảnh gì. Đấy, tất cả máy đẹp luôn. Đấy, màu gold này. Màu gold cũng đẹp lên keng sáo beng các bạn nhá. Đấy, máy rất là đẹp nhá. Đấy, các bạn dùng Note 8 này cũng rất là thích các bạn nhá. Đấy, lốt dòng lốt thì có hỗ trợ cái bút này. Các bạn viết hay là các bạn làm vẽ viết cái gì thì cực kỳ xích. Đây các bạn viết hay là vẽ gì rất là thích nhá. Có
bạn mua về, nói chung là các bạn dùng nó lốt lại dùng rất là sướng luôn. Màn hình của nó là màn hình của nó là tràn viền này, lốt 8 thì màn hình của nó là tràn viền, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K, nói chung là 8K thì cực kỳ tuyệt vời. Mà lốt các bạn dùng rất là đẹp nhé. Các bạn mà không để rơi vỡ thì thật phải dùng rất là bền luôn. Và sản phẩm Samsung Note 8 máy đẹp để bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhé. Hôm nay thì mình về được 3 màu. Đây này, màu gold này, màu gold này, màu xám này, màu lông chuột này và màu đen nha các bạn nhé. Đấy, bên mình chỉ thanh lý các bạn giá là 4.500.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này phiên bản 64GB bản Hàn hay SIM hay sóng này, các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhé. 4.500.000 cho các bạn nhé. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Samsung A50s nhé. Con A50s này thì con này là bản công ty. Đấy. Đây ạ. À, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con A50s này thì nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. A50s nhé. Đây, ngoại hình thì con máy con này còn máy còn 90%. Con Samsung A50s ngoại hình thì máy còn 90%. Con Samsung A50s này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 3 triệu đây. 3.200.000 nhé các bạn nhé. Con này thì mình chỉ thanh lý các bạn với giá là 3.200.000 thôi, con Samsung A50s này. Đấy. Đấy. Các bạn có thể là cân nhắc mua A51 này, A51 dùng sướng hơn, thêm mấy trăm nữa thôi các bạn mua A51 này. Dùng tinh hơn. Bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Con này thì là 3.200.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50s này hoặc là A51 này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, rất là rẻ. Kênh YouTube mình chủ yếu điện thoại cũ giá rẻ thôi. Và báo giá trực tiếp, các bạn ưng nào sản phẩm với mình cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng các bạn nhá. Mình cứ để mình bán đây. A8 2018 thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều này. Đấy, A8 2018 này. A8 2018 này nhà mình về được 3 cây màu đen các bạn nhé. Đấy, Samsung A8 2018 thì là tất cả của máy cho mình là đều là bản Hàn này. Ba con này nhà mình đều là bản Hàn này. Đấy, máy rất là đẹp đẹp, len keng xả beng luôn. Tất cả ba con này nhà mình đều là bản Hàn, một SIM một sóng. Cấu hình con Samsung A8 2018 này là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là sắc nét luôn. Camera thì hai camera trước, các bạn tự sướng thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, RAM 4, bộ nhớ trong 32GB thì các bạn có thể là dùng cực kỳ là sướng cho các bạn nhé. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, các bạn dùng cực kỳ là chắc tay luôn. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì là con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.400.000 một con các bạn nhé. Đấy, 2.400.000 đây này, 2.400.000. Đấy, đây thì mình sẽ gói được. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại còn được ít SIM Villa và mạng cả năm này. Đấy. Hôm nay nhà mình đã về được mấy chiếc SIM Villa và mạng cả năm thôi. SIM Villa và mạng cả năm này thì hôm nay nhà mình còn 4 chiếc. Đấy, bên mình đang bán cực kỳ là chạy. SIM này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 350.000. Chỉ với giá là 350.000 thôi thì các bạn miễn phí vào mạng cả năm, không phát sinh 1.000 nào nhé. SIM này thì mình đang bán cực kỳ là chạy các bạn nhé. Nhiều bạn tin tưởng là dùng bên mình được các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đang xem video mình một tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp cho mình. Nếu mà tin nhắn mình không trả lời kịp, mong bạn thông cảm các bạn nhé. Và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé.